Rồi bây giờ chúng ta thấy đối với hình này thì trước tiên chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn. Đầu tiên là R bằng 10 và R bằng 20. R10, R bằng 20. Rồi sau đó vẽ một cái line nối từ đây xuống. Ha, cái line nối từ đây xuống. Rồi line nối từ đây sang. Vẽ xong một trim đi. Cái này không xài mình trim đi. Rồi. Rồi xóa luôn. Đó, thì chúng ta có cái hình như thế này. Cuối cùng là ấy không giữ lại cái đường line này để là vẽ cái cung xóa này thôi. Rồi sau đó thì chúng ta vẽ cái cung, thì chúng ta thấy cái cung này á, là nó thuộc trường hợp này nè, draw arc star and radius nha, draw arc star and radius bắt đầu kết thúc vào bán kính. Rồi thế thì cái cung này nè, chúng ta bắt đầu ở đâu, bắt đầu ở đây hay là ở đây đó, một trong hai cái chỗ này sẽ có một cái bắt đầu, sẽ có cái kết thúc, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới chiều dương là ngược kim đồng hồ đó, thì như là xuất phát ở đây nè, sẽ phát từ đây để nó ngược lên trên này, ngược kim đồng hồ là chiều dương á, số 1 tới đây, số 2 tới đây đó, để bán kính của nó thì chúng ta đưa chuột làm sao cho cái cung nó hiện ra đó. Đó, ví dụ cung nó mất như thế này thì nó không ra nha, cung nó bị mất á, thì nó không ra, cung nó xuất hiện, ví dụ cung nó bị mất tiêu nè, thì là mình sẽ không nhập bán kính vô, nó cũng không ra đâu, chúng ta làm sao cho cung nó hiện ra đã, rồi nhập bán kính vô là bằng 40 đó, thì cung nó sẽ xuất hiện. Thì bên tay phải này cũng vậy, draw arc star and radius thì bắt đầu tại đâu, chỉ dương là ngược kim hồ, nhưng mà xuất phát tại đây, kết thúc tại đây. Ở bán kính thì chúng ta đưa trụ đằng sau cũng nó hiện ra đó, rồi nhập bán kính bằng 40 vô thì nó xuất hiện cái cung này, rồi mới xóa line đi đó, cái line giữa này chủ yếu là để lấy cái điểm lên đỉnh mà vẽ thôi đó. Như vậy cái cung này vẽ, cái vẽ là như vậy. Rồi hình kế tiếp là R20 và R48 nè, chúng ta vẽ R48 trước nè, R48 cái nhỏ hơn là R bằng 20. À, sau đó cái đường tròn ở trên đó, thì chúng ta vẽ đường tròn center 2P, 2P là 2 point, thì đây một point, dưới đây một point là 2 điểm nè đó. Rồi, xong rồi thì mình có thể copy mấy cái cung, mấy đường tròn này qua đây cho nó nhanh, copy qua đây ha, copy qua đây, rồi sau đó copy này xuống dưới, rồi sau đó ta ngồi từ trim thôi, ví dụ cái này trim bên phải, cái này trim bên dưới, trim bên trái và trim bên trên đó, là nó ra thôi nha. Rồi hình bên đây thì hình vuông thì người ta không cho cái tổng thể kích thước của nó, mà người ta cho phi 12, mà người ta cho phi 12. Như vậy phi phi 12 này mà nó có ba đường tròn nó cạnh nhau về tổng ba đường kính của nó, tức là kích thước của cái hình vuông này, như vậy là 36, hình chữ nhật, hình vuông 36,36 hai móc 36,36 đó nha. Rồi sau đó vẽ một cái line nối từ trên xuống nè, từ đây qua nè, rồi ở giữa là đường tròn phi 12 là R6 nè, rồi copy cái đường tròn này qua bên bên trái nè, copy qua bên đây nè. Rồi đường tròn ở trên này thì center 2P là 2 point, ở trên thì point, dưới thì 1 point. Rồi bây giờ ở dưới này thì cách từ dưới lên là bằng 6, cách từ dưới lên, cái này thì bỏ cái này luôn cũng được cho nó gọn, vẽ một cái line từ dưới lên bằng 6 nè, bằng 6, thì cái tại điểm 6 đó mới là tâm của một đường tròn R4,8 đó, 4,8 là xóa line này đi, sau đó một cái cung nối từ bên này qua nó tiếp xúc với cái đường tròn này đó. Như vậy là cái bài mình là như vậy ha. Rồi cái line chỗ này cũng vậy nè, shift chuột phải chọn là tangent á, tangent là tiếp xúc á, thì ở đây tiếp xúc một cái nè, shift shift chuột phải chọn tangent, tiếp xúc ở đây một cái nữa, line này cũng vậy nè, shift chuột phải chọn tangent, tiếp xúc như này, shift chuột phải chọn tangent, tiếp xúc cái này nữa đó, thì cái hình này nó là như vậy ha. Rồi xin mời lúc mình về làm thầy ba hình kế tiếp nè, được tí nữa thầy sẽ hướng dẫn bốn bài cuối cùng nữa là xong cái trang này. Rồi, làm tới thầy ba hình kế tiếp nè.